Quý vị thân mến, đối với Trung Quốc, những cống hiến to lớn của Tần Thủy Hoàng mang ý nghĩa vượt thời đại. Nếu như không có sự xuất hiện của ông thì e rằng bối cảnh hỗn loạn thời chiến quốc sẽ còn tiếp tục kéo dài một thời gian nữa và lịch sử sau này cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Song, dù cho Tần Thủy Hoàng là một vị hoàng đế vĩ đại thì cũng phải chấp nhận một sự thật rằng ông chỉ là một con người bình thường, cũng có những thứ mà bản thân không thể có được. Điển hình là một báu vật vô cùng quý hiếm nằm trong ngôi mộ cổ mà chúng tôi sắp đề cập ở video ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Bí ẩn báu vật trong mộ cổ khiến Tần Thủy Hoàng ra sức đào bới. Lịch sử Trung Quốc đã nhận định rằng lăng mộ của bậc đế vương Tần Thủy Hoàng khổng lồ và xa hoa bậc nhất trong các vị vua chúa Trung Hoa. Thế nhưng điều này vẫn không làm thỏa mãn được Tần Vương. Ông ta ngày đêm mất ngủ vì không có được báu vật này trong mộ cổ của người khác và khiến ông trở thành hoàng đế đầu tiên đi đào trộm mộ. Sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu thống nhất lãnh thổ Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng lập nên đế quốc nhà Tần với lãnh thổ trải dài khắp Trung Hoa. Ông tạo ra danh hiệu mới là Hoàng đế và tự gọi mình là Thủy Hoàng đế, tức là Hoàng đế đầu tiên. Tần Vương cả đời đi tìm sự bất tử, song vẫn không quên chuẩn bị cái chết cho mình. Đây chính là lý do vì sao lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được coi là lăng mộ vĩ đại nhất lịch sử. Tần Thủy Hoàng ngay từ khi mới lên ngôi đã suy nghĩ đến việc xây dựng lăng mộ cho mình. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Tần Vương cho xây lăng mộ của mình trên núi Ly Sơn, Thiểm Tây, Trung Quốc. Quá trình xây dựng kéo dài suốt 38 năm và huy động đến 70 vạn nhân lực. Cho đến tận ngày nay, những thông tin mà các nhà khảo cổ học cung cấp cho công chúng chỉ mới là lớp bên ngoài của lăng mộ. Để có thể khai thác sâu hơn trong lăng, quả thực rất khó. Do khối lượng đất đá phải vận chuyển vô cùng lớn và có nguy cơ, cổ vật bên trong bị hủy hoại. Dựa theo danh tiếng và tính cách của Tần Vương, những bảo vật được tuẫn táng trong lăng mộ là thứ mà bất kỳ tên trộm nào cũng đều mơ ước. Điều mà ít ai có thể ngờ rằng, Tần Vương dù sở hữu lăng mộ khổng lồ và xa hoa bậc nhất trong các vị vua chúa Trung Hoa, nhưng ông ta vẫn ngày đêm mất ngủ vì không có được báu vật này trong mộ cổ của người khác. Chính lý do này khiến ông trở thành hoàng đế đầu tiên đi đào trộm mộ. Theo ghi chép của cuốn sách Nguyên Hòa, quận huyện chí của nhà sử học Tể tướng Lý Cát Phủ đời Đường, Tần Thủy Hoàng đã đến Tô Châu và lệnh cho quân lính ra sức đào trộm mộ của Ngô Hạp Lư để tìm bảo kiếm. Ngô Hạp Lư là vị vua đời thứ 24 của nước Ngô và được xếp vào nhóm ngũ bá thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Hoa. Thủy Hoàng sai người đào núi tìm mộ Hạp Lư nhưng đào mãi không thấy, đành phải quay về. Theo Đông Chu Liệt Quốc ghi chép lại, thi thể của vua Hạp Lư được chôn cùng 3.000 thanh bảo kiếm, trong đó có một số thanh thần kiếm được cho là có 102. Đây chính là bảo vật mà Tần Thủy Hoàng ngày đêm suy nghĩ và khao khát có được. Lịch sử cũng ghi chép lại cho thấy Hạp Lư là vị vua yêu kiếm và sự nghiệp của ông cũng gắn liền với những thanh kiếm. Vua Hạp Lư có tên thật là Cơ Quang, là vua đời thứ 24 của nước Ngô. Theo phò ông có hai trọng thần nổi tiếng tài giỏi là Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ. Trong đó Tôn Vũ được xem là nhà quân sư kiệt xuất và là tác giả của cuốn binh pháp Tôn Tử nổi tiếng trên thế giới. Hạp Lư cũng là vị vua sở hữu hai thanh bảo kiếm nổi tiếng bậc nhất thế giới là Ngư Trường và Mạc Tà. Hai báu vật đã giúp ông tiến thêm một bậc trên con đường trở thành bá chủ. Theo những tài liệu trong sách Ngô Việt Xuân Thu, phần Hạp Lư nội truyện, hai thanh kiếm thần này có lai lịch rất ly kỳ. Ngày đó, vua Hạp Lư thu dụng tất cả thợ rèn giỏi trong dân gian và đúc ra 3.000 thanh kiếm tốt, đều đặt tên là Biển Chư, cất làm của riêng. Hạp Lư lại tìm được một người nước Ngô tên là Can Tương, là học trò giỏi nhất của Âu Giã Tử, sai đúc kiếm báu. Can Tương ngày ấy đã cẩn thận chọn ngày giờ đắc địa, đốt lò ngày đêm suốt 3 tháng ròng, mà vàng, sắt, đồng đều không bị nung chảy. Vợ ông là Mạc Tà đã hy sinh thân mình nhảy vào lò lửa để tế, và Can Tương bấy giờ mới luyện được thành hai thanh kiếm quý. Người đời sau theo đó mà đặt tên cho kiếm là Mạc Tà và Can Tương. Tuy nhiên, Can Tương chỉ dâng cho Hạp Lư thanh Mạc Tà. Hạp Lư chưa biết, chỉ cầm thử kiếm chém thử vào tảng đá lớn, thì tảng đá liền vỡ làm đôi. Ông mừng rỡ và ban thưởng hậu hĩnh cho Can Tương. Sau khi có được bảo kiếm Mạc Tà, Hạp Lư như rồng gặp mây, từng bước mở rộng lãnh thổ nước Ngô, chèn ép hai nước lớn xung quanh là Việt và Sở. Đông Chu Liệt Quốc ghi rõ, năm 512 trước công nguyên, Hạp Lư cùng hai trọng thần là Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ tiến đánh quân Sở. Năm 506, quân Ngô như vũ bão, đánh đâu thắng đó và tiến thẳng vào kinh đô Xính Đô của nước Sở.
Sau chiến thắng đó, Hạp Lư được xem vào hàng bá chủ thời Xuân Thu. Năm 496, Hạp Lư băng hà truyền ngôi cho Phù Sai, thi thể của ông chôn cất cùng 3.000 thanh bảo kiếm dưới đáy một hồ nước lớn ở chân núi Hồ Khẩu, Tô Châu, người dân gọi là Hồ Kiếm. Kho báu quý giá như vậy không chỉ là tham vọng của Tần Thủy Hoàng, mà người đời ai cũng có ý định đào mộ Hạp Lư để sở hữu nó, tiếc là đều ra về tay trắng. Nguyên nhân khách quan được cho là do nước hồ ở Hồ Kiếm không bao giờ cạn nên việc lặn xuống đáy và đào mộ Hạp Lư là điều bất khả thi. Cùng với đó, thời gian đã xóa đi dấu tích chính xác của ngôi mộ khiến việc tìm kiếm như mò kim đáy bể. Theo báo Sohu, nhiều khả năng trong mộ Hạp Lư không có thanh mạc tà, chỉ có kiếm biển trư và ngư trường. Theo Wen Qiwu, năm chính đức thứ 7, Tô Châu gặp đại hạn, nước trong Hồ Kiếm cạn trơ đáy. Có người học sĩ tên là Đường Bá Hổ đi qua, muốn tìm mộ Ngô Vương Hạp Lư nhưng bị quan lại địa phương ngăn cản. Đến năm 1978, nước trong Hồ Kiếm cạn lộ ra dưới đáy hồ, một cửa hang bị chắn bởi 3 phiến đá lớn, nghi là cửa mộ Hạp Lư nhưng không ai dám khai quật. Tại Kinh Châu, Hồ Bắc, vào năm 1965 diễn ra một cuộc khai quật 50 ngôi mộ cổ. Các chuyên gia phát hiện thấy một thanh kiếm có chất liệu chủ yếu bằng đồng, hoa văn điêu khắc trên thân rất đẹp. Qua thẩm định, các nhà khảo cổ học xác định thanh kiếm này thuộc về Việt Vương Câu Tiễn, kẻ thù của Ngô Vương Hạp Lư. Trải qua hàng ngàn năm chôn dưới mộ cổ, kiếm của Câu Tiễn vẫn sáng bóng và sắc bén lạ thường. Một số người cho rằng thanh kiếm này do chính tay Âu Dã Tử luyện thành. Việc kiếm Câu Tiễn được khai quật cho thấy những thanh bảo kiếm thời Xuân Thu mà Hạp Lư từng sở hữu là chuyện có thật và được chôn trong ngôi mộ dưới đáy Hồ Kiếm. Năm xưa, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng cũng sở hữu cho mình một thanh bảo kiếm tên là Thái A, chém sắt như chém bùn, được rèn bởi tay của một người thợ ở Giang Tô. Trong lần khai quật lăng mộ Tần Vương lần 2 vào năm 1994, người ta tìm thấy rất nhiều thanh kiếm bằng đồng với hình dáng và hoa văn khác nhau, giống như kiếm Câu Tiễn. Nhưng thanh kiếm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn giữ được sự sắc bén dù bị chôn dưới đất hàng ngàn năm. Người đời cho rằng Tần Thủy Hoàng cũng giống như Hạp Lư, rất yêu kiếm và khi chết muốn được chôn cất cùng những bảo vật này. Theo Wen Qiwu, rất có thể Tần Thủy Hoàng muốn đào mộ Hạp Lư để cướp kiếm đem về chôn cùng mình. Năm 1995, Trung Quốc cho rút cạn Hồ Kiếm bằng máy bơm công nghiệp và thăm dò địa chất nhằm tìm kiếm mộ của Ngô Vương Hạp Lư. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ không thể khai quật bởi nền địa chất của núi Hồ Khẩu rất yếu. Nếu đào mộ Hạp Lư, ngôi đền Hồ Khẩu xây từ thời Tống ở phía trên cũng sẽ đổ sập. Chính quyền Giang Tô vì vậy cấm toàn bộ hoạt động thăm dò mộ Hạp Lư để tìm bảo kiếm. Ngôi mộ của vị bá chủ lừng lẫy thời Xuân Thu vì thế mà mãi là một bí ẩn. Ngoài thanh bảo kiếm nổi tiếng bậc nhất kể trên, trong lịch sử Trung Hoa còn có những thanh bảo kiếm khét tiếng sau đây. Thuần Quân. Thuần Quân không hề kém cạnh Trảm Lư, trở thành bảo kiếm của danh tướng Ngũ Tử Tư, cùng ông chinh phạt trên sa trường. Tuy nhiên, về sau này Phù Sai trúng mỹ nhân kế, chìm đắm trong rượu thịt, bỏ bê chính sự. Ngũ Tử Tư dâng lời can ngăn chủ nhưng không thành nên đã tự tay ném bảo kiếm Thuần Quân xuống sông tìm đường, để lại nhiều tiếc nuối cho những ai ngưỡng mộ câu chuyện về năm thanh bảo kiếm do Âu Dã Tử rèn ra. Cự khuyết. Cự khuyết không được Âu Dã Tử xem trọng. Khi đúc cự khuyết, vàng và đồng không hợp được với nhau nên thành phẩm tạo ra được các đồ đệ của Âu Dã Tử miêu tả là chỉ sắc bén chứ không phải bảo kiếm. Nhiều người phỏng đoán rằng đây có lẽ là một thanh kiếm sắc có kích thước lớn. Kiếm Câu Tiễn. Ở Trung Quốc, kiếm Câu Tiễn là một trong những thanh kiếm nổi tiếng. Các nhà khoa học rất kinh ngạc khi phát hiện ra nó 50 năm trước. Thời điểm đó, nó đã hơn 2.000 tuổi. Lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén sau nhiều thế kỷ. Thậm chí, nó còn làm một nhà khảo cổ học chảy máu khi kiểm tra độ sắc bén của nó. Năm 1965, các nhà khảo cổ đã tiến hành một cuộc khảo sát tại hồ chứa nước ở sông Giang, ở Kinh Châu. Cuộc khảo sát đã thực hiện trên hơi 50 ngôi mộ cổ, phục hồi gần 2.000 cổ vật. Tại địa điểm này, họ cũng tìm thấy một chiếc quan tài có một bộ xương người cùng một thanh kiếm được bọc trong một bao kiếm bằng gỗ sơn mài đen. Theo thông tin được khảo cổ cho biết, mặt kiếm được khắc các hình thoi màu đen và tráng men xanh, gần tay cầm gắn ngọc lam. Chuôi kiếm bọc bằng lụa, núm đầu chuôi có 11 vòng tròn đồng tâm, chiều dài thanh kiếm là 55,7 cm, tính cả chuôi kiếm 8,4 cm, lưỡi kiếm rộng 4,6 cm, nặng 875 g. Trên một mặt kiếm có khắc 8 chữ, các nhà khảo cổ đã giải mã được 6 chữ là vua nước Việt, tạo ra thanh kiếm này cho mục đích cá nhân.
Hai chữ còn lại được cho là tên của vị vua sở hữu thanh kiếm. Các nhà nghiên cứu đã xác định được danh tính 9 vị vua mà có thể sở hữu thanh kiếm. Sau khoảng 2 tháng tranh luận, người ta đã quyết định rằng thanh kiếm này thuộc về một vị vua tên là Câu Tiễn, người trị vì nước Việt từ năm 496 trước công nguyên đến năm 465 trước công nguyên. Do các thành phần kim loại được sử dụng để chế tạo và điều kiện bảo quản nên thanh kiếm vẫn giữ được độ sắc bén đáng kinh ngạc. Theo nguồn tin khảo cổ thì thanh gươm được làm chủ yếu bằng đồng, tuy nhiên lưỡi gươm lại là thiếc, điều này làm cho nó duy trì độ sắc bén lâu hơn. Bao kiếm vừa khít để bề mặt thanh kiếm không bị tiếp xúc với quá nhiều không khí cũng là một yếu tố giúp bảo quản thanh kiếm tốt hơn. Lưỡi kiếm vẫn có thể cắt xuyên qua 20 mẩu giấy trong một thí nghiệm. Năm 1994, Trung Quốc cho Singapore mượn thanh kiếm để triển lãm. Một công nhân đã vô tình va vào thanh kiếm làm nó xuất hiện vết nứt dài 7mm. Kể từ đó, thanh kiếm luôn được giữ ở Trung Quốc. Hiện du khách có thể đến chiêm ngưỡng nó tại Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc. Cửu Long Bảo Kiếm. Cửu Long Bảo Kiếm là thanh kiếm được Tôn Điện Anh tìm thấy trong mộ cổ của vua Càn Long. Trên thân kiếm có khắc 9 con rồng nên được lấy tên là Cửu Long. Lai lịch của Cửu Long Bảo Kiếm cho tới nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nhưng điều khiến cho hậu thế không khỏi khiếp sợ chính là lời nguyền chết chóc ẩn giấu bên trong thanh kiếm này. Năm xưa, Tôn Điện Anh vì muốn tiêu trừ tang chứng để chạy tội, liền nghĩ ra cách đem đồ chân bảo trộm được tặng cho các yếu nhân, tức là nhân vật chủ chốt trong Quốc dân đảng. Viên bảo thạch trong miệng Từ Hy được họ Tôn tặng cho Tống Mỹ Linh. Cửu Long Bảo Kiếm được giao cho Đới Lạp để chuyển tới tay Tưởng Giới Thạch. Đây cũng là khởi điểm cho lời nguyền ai chạm qua đều chết ứng nghiệm trên thanh kiếm. Đới Lạp có trong tay bảo vật nhưng lại sợ bị mất nên giao cho Mã Hán Tam, khi ấy là chủ nhiệm văn phòng quân thống Cục Bình Tân cất giữ. Họ Mã có trong tay bảo vật liền nổi dã tâm, một mực muốn biến Cửu Long Bảo Kiếm thành của riêng. Tuy nhiên, vào năm 1940, Hán Tam bị rơi vào tay quân Nhật. Để bảo toàn tính mạng, họ Mã đã cắn răng tặng thanh kiếm này cho sở mật vụ Nhật Bản. Cửu Long Bảo Kiếm sau đó đã về tay của nữ điệp viên người Nhật là Kawashima. Sau này, Kawashima rơi vào tay Quốc dân đảng. Khi bị Đới Lạp tra khảo, nữ điệp viên này có nhắc tới việc Mã Hán Tam giao nộp Cửu Long Bảo Kiếm. Mã Hán Tam quả thực khai nhận hành vi này, Cửu Long Bảo Kiếm lần thứ hai trở về tay họ Đới. Như vậy, từ khi rời khỏi lăng mộ Càn Long, bảo kiếm này đã đi qua tay 4 người: Tôn Điện Anh, Đới Lạp, Mã Hán Tam và Kawashima. Điều khiến hậu thế không khỏi rùng mình là cả 4 người trên đều phải chịu những kết cục thảm khốc. Ngày 17 tháng 3 năm 1946, Đới Lạp mang theo Cửu Long Bảo Kiếm lên chuyến bay khởi hành từ Nam Kinh để gặp Tưởng Giới Thạch. Nhưng do thời tiết đột ngột trở xấu, máy bay đâm vào đỉnh núi Giang Ninh và bốc cháy dữ dội. Khi nông dân trong vùng tìm đến, thanh bảo kiếm đã cháy không ra hình thù. Mọi người đều nghĩ là di vật của người quá cố nên an táng trong quan tài cùng thi thể của Đới Lạp. Vì làm nhiều điều xấu, mộ của họ Đới sau đó bị san phẳng. Tung tích thanh kiếm cũng biệt tăm từ đó, nhưng lời nguyền của nó thì vẫn liên tục ứng nghiệm. Nữ điệp viên Kawashima bị xử án tử hình. Mã Hán Tam chết do trúng đạn trên đường chạy trốn. Tôn Điện Anh, kẻ đầu sỏ mang thanh kiếm tới Dương Thế, cũng chết trong một trại tù binh của quân giải phóng. Dù vậy, giai thoại về thanh bảo kiếm của cõi âm này cũng chưa vì thế mà dừng lại. Tương truyền rằng năm xưa Tôn Điện Anh trước khi trộm mộ có gặp một vị cao tăng. Theo lời của vị cao tăng này thì Nhật Bản đã hiện rõ cái thế luân hồi. Kiếm Cửu Long phải được đưa ra khỏi mộ Càn Long mới giúp Trung Hoa có thể tránh được kiếp nạn bị ngoại tộc xâm lược lần thứ hai. Kết quả là 4 năm sau ngày Tôn Điện Anh quật mộ, Ngụy Mãn Châu Quốc được thành lập. 5 năm sau, xảy ra biến cố tại cầu Lư Câu, là sự kiện Lư Câu Kiều, cùng với lời thách thức 3 tháng sẽ tiêu diệt Trung Hoa từ Nhật Bản. 8 năm kể từ ngày đó, Cửu Long Bảo Kiếm biến mất, Ngụy Mãn Châu Quốc cũng sụp đổ. Quý vị thân mến, trên đây là giai thoại về những thanh kiếm nổi tiếng của Trung Quốc. Mặc dù còn rất nhiều thanh bảo kiếm vẫn chưa được nhắc đến và những câu chuyện ly kỳ trên cũng chỉ được truyền tai nhau trong những lúc trà dư tửu hậu, nhưng giai thoại về lời nguyền của thanh bảo kiếm trong mộ Càn Long mà chúng tôi kể ra trong video này vẫn khiến người đời không khỏi rùng mình mỗi khi suy nghĩ đến.